Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn cách thức để cập nhật các cái danh mục vào trong phần mềm kế toán. Việc khai báo các cái danh mục ấy giúp chúng ta có thể liên kết các cái số liệu với nhau. Vì bất cứ một cái phần mềm kế toán nào cũng phải sử dụng đến các cái danh mục để truy xuất dữ liệu. Chúng ta mở phần mềm. Đây chúng ta sẽ chọn cái dữ liệu của cái công ty xây dựng theo thông tư 133 là dành cho các cái công ty xây dựng doanh nghiệp nhỏ các bạn nhé. Sau khi vào phần mềm xong ấy thì chúng ta nhìn thấy ở trên cái màn hình giao diện chính như này, ở có một cái menu giải xuống thì các bạn sẽ nhìn thấy tất cả các danh mục đây. Trong cái phần giới thiệu tổng quát thì tôi đã nói rõ cho các bạn là ở cái phần tài khoản này thì đã nói cho các bạn là đối với tài khoản 154 ấy thì chúng ta có cái khai báo cần phải khai báo là khi chúng ta kích đúp vào danh mục tài khoản nhé. Các bạn nhìn thấy là cái khoản mục đối tượng, khoản mục chi phí này là 154 chúng ta sẽ phải kích vào để trong quá trình hạch toán liên quan đến tài khoản 154 thì các bạn nên biết là khi mà chúng ta không vào khoản mục chi phí thì phần mềm nữa nó sẽ không cho các bạn lưu số liệu lại và nó sẽ hỏi các bạn bắt buộc các bạn phải vào khoản mục chi phí nhằm mục đích là các bạn không thể bỏ sót giá thành ở trong phần tập hợp chi phí giá thành công trình. Cái danh mục thứ hai mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn đấy là danh mục khách hàng và nhà cung cấp thì chúng ta vào khai báo danh mục khách hàng nhà cung cấp. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây này. Bên trái ở đây có ba cái bảng. Thì ở bên trái là cái nhóm đối tượng này thì nhằm phục vụ một cái mục đích về cơ bản là các bạn đối với các cái doanh nghiệp lớn mà người ta cần phân vùng các cái nhóm đối tượng khách hàng, ví dụ như miền Bắc, miền Trung, miền Nam, hoặc là phân phân tích theo từng nhóm đối tượng nào đấy mà theo cái yêu cầu quản lý của các bạn. Cái bảng phía dưới này này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái bảng phía dưới này ấy, là có cái cột là loại công việc này, từ ngày đến ngày này. Cái này chúng ta mục đích của chúng ta là cái việc là để theo dõi hoặc là nhắc nhở những cái công việc mà chúng ta làm đối với một cái đối tượng khách hàng cụ thể. Ví dụ như ở đây tôi kích vào công ty cung cấp nguyên vật liệu, chúng ta chọn thêm thì các bạn hãy nhìn thấy là cái loại công việc mà chúng ta đánh vào đây ấy, làm cái gì đối với khách hàng này và nó sẽ thông báo cho mình là cái công việc này là từ ngày nào do mình chọn, nhưng mà nó sẽ nhắc việc cho mình, tức là mỗi một lần mình mở phần mềm ra thì nó sẽ báo cho mình biết là ngày hôm nay mình phải làm việc gì. Ở cái bảng chính giữa, cái bảng to nhất ấy, thì các bạn biết là cái bảng này là dùng để cập nhật các cái thông tin của các cái đối tượng khách hàng nhà cung cấp. Chúng ta có thể sử dụng các cái chức năng như là nút thêm ở trên thanh công cụ này, hoặc là ấn Ctrl N để thêm mới nhá, hoặc là các bạn kích chuột phải ở giữa màn hình chọn thêm mới. Dĩ nhiên ở đây các bạn biết cái chuột phải ở cái bảng này nó khác với ở bên này. Ở bên này nó chỉ là phần thêm cho các cái nhóm đối tượng nhá. Ở đây này thì các bạn nhìn thấy là ở đây có cái bảng này nó hiện ra 6 cái tính năng cơ. Rồi chúng ta vào thêm mới này. Cái mã đối tượng này các bạn lưu ý là cái mã đối tượng này thì chúng ta nên để phần mềm nó tự động nó chạy. Vì bản chất cái mã đối tượng này nó chỉ phục vụ cái mục đích là nó phân biệt giữa các cái đối tượng với nhau. Trong quá trình chúng ta làm số liệu hay truy vấn số liệu hay là xem báo cáo hoặc lọc số liệu thì nó chúng ta không cần thiết phải nhớ cái mã và chúng ta sẽ lọc theo cái tên của nó. Ở trong cái phần khai báo này có cái phần khách hàng và nhà cung cấp chỉ áp dụng như những doanh nghiệp thực sự lớn có số lượng khách hàng nhà cung cấp lên đến hàng chục nghìn đối tượng thì chúng ta mới có thể sử dụng cái này thì nó là phù hợp. Vì người ta có thể phân ra nhóm là khách hàng riêng, nhà cung cấp riêng. Đối với các cái công ty nhỏ và công ty chuyên về cái cung cấp dịch vụ xây dựng ấy thì có thể vừa là khách hàng nhưng cũng là cái đối tượng đấy, cũng có thể là vừa là nhà cung cấp. Thì chúng ta cứ chọn đối tượng ở đây là cái mục cả hai. Cái thứ hai mà tôi muốn giới thiệu ở trong một cái tính năng ở đây ấy là tra cứu mã số thuế trực tuyến. Thì khi các bạn có một cái mã số thuế, khi các bạn thêm đối tượng cái này, các bạn có một cái mã số thuế của một đơn vị nào đấy,
thì chúng ta đánh vào và chúng ta ấn nút tra cứu mã số thuế. Dĩ nhiên cái lần tra cứu đầu tiên ấy thì nó mất độ khoảng 30 giây. Nhưng mà lần thứ hai trở đi thì các bạn chỉ cần ấn nút là nó ấn phát là nó lấy được dữ liệu luôn. Vì cái lần đầu tiên nó phải có một khoảng thời gian để liên kết số liệu đến các cái thông tin trên các cái cổng thông tin của chính phủ. Ở đây chúng ta nhìn thấy nhá. Thông tin đã được lấy ra. Như vậy là chúng ta không phải nhập cái thông tin này ở đây nữa. Chúng ta chỉ cần lưu lại là được. Thì chúng ta trong trường hợp là đối với các cái đối tượng khách hàng nhà cung cấp là tổ chức, còn cá nhân thì chúng ta có thể là đánh vào luôn. Bật cái gõ tiếng Việt. Ở đây các bạn đánh nhé, ví dụ thế đúng không? Chúng ta có thể xóa hết các cái thông tin. Những cái thông tin này đối với các bạn ấy thì các cái thông tin hiển thị lên trên này này, có đối với các bạn mà cần theo dõi nhiều, ví dụ như địa chỉ mail rồi là số điện thoại của những người liên hệ, số tài khoản gì đấy, thì các bạn nên nhập thêm để lưu vào. Chúng ta chỉ cần lưu và thêm là để thêm mới. Đối với danh mục khách hàng nhà cung cấp là như thế. Các bạn sẽ tiếp tục với cái danh mục phòng ban. Cái danh mục phòng ban này nó rất là quan trọng. Nó quan trọng mà khi các bạn tổ chức một cái bộ máy của một công ty ấy, thì nó bao gồm cả cái phòng ban khác nhau. Thì các bạn phải vào đầy đủ ở đây. Mục đích là cái phòng ban này khi các bạn làm cái thứ nhất là đối với phần phân bổ công cụ dụng cụ thì cái phần phòng ban này bắt buộc phải có thì mới có thể phân bổ được. Cái thứ hai là khi khai báo các cái tài sản cố định thì nhất định các bạn phải có phòng ban để chọn. Cái thứ ba là cái công cụ dụng cụ đầu kỳ ấy, là các bạn vào thì các bạn sẽ phải có là cái phòng ban, thì lúc đấy các bạn mới có thể vào được số dư đầu kỳ. Ở đây chúng ta cũng là thêm mới thế này thôi, cái chuột phải vào thêm mới hoặc là ấn Ctrl N thêm mới, chúng ta đặt mã phòng ban, tên phòng ban. Trong cái bảng này có một cái lưu ý này là ở cái tài khoản chi phí này, cái tài khoản chi phí này ấy, là cái tài khoản mà khi các bạn làm ví dụ như ở phòng kế toán. Ở phòng kế toán thì các bạn, tôi sẽ mở phòng đấy nhá, phòng kế toán này các bạn nhìn thấy cái tài khoản chi phí của nó là tài khoản 6422. Cái mục đích của cái việc khai báo cái tài khoản chi phí này vào ấy là cái mục đích của nó là để các bạn có thể khi mà các bạn làm phần lương ở trên màn hình trên trên phần mềm này thì cái tài khoản chi phí này chính là cái tài khoản hạch toán tự động các cái phần lương của nhân viên trực thuộc cái phòng ban đấy. Đấy là phần danh mục phòng ban các bạn nhé. Ở đây tiếp theo này là có danh mục nhân viên. Danh mục nhân viên thì thường áp dụng cho những doanh nghiệp thực sự lớn, người ta cần quản lý rất nhiều hàng trăm hàng nghìn nhân viên khác nhau. Ở các cái doanh nghiệp nhỏ có số lượng người ít, số lượng cán bộ ít thì các bạn có thể không cần theo dõi ở đây. Nhưng mà các bạn nhìn thấy ở đây này, trên cái bảng thêm nhân viên nhé, là có cái phòng ban này, nó rất quan trọng. Khi mà các bạn chọn phòng ban này rồi, đến lúc mà các bạn làm phần lương ấy thì dĩ nhiên thì phần lương ở trong phần mềm ấy thì các bạn lưu ý một cái là làm phần lương ở trong phần mềm thì nó có thể là nó đầy đủ, nó rất là chi tiết, nhưng có thể nó sẽ vất vả hơn có khi các bạn làm ở cái bảng lương ở Excel, có thể nó nhanh hơn và các bạn chỉ sử dụng cái chứng từ hạch toán ở trong phần mềm thôi. Nhưng mà tôi cũng phải nói để cho các bạn biết là cần phải làm những cái gì ở trong này. Đầu tiên là cái tên nhân viên thì đương nhiên rồi. Phòng ban này các bạn nhất định phải có này, chức vụ này. Rồi, ở đây có một cái rất là quan trọng. Đấy là cái tiền lương. Cái tiền lương này là cái tiền lương mà căn cứ vào đây để nó tính ra cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp trong quá trình mình làm lương ở trên phần mềm. Sau khi các bạn thêm xong nhá, ví dụ ở đây tôi sẽ đánh tên nhân viên là Nguyễn Văn Tài chẳng hạn. Đấy. Chức vụ là nhân viên kế toán. Đấy.
chúng ta chọn lưu. Đấy là khai báo nhanh danh mục nhân viên. Dĩ nhiên các bạn nhìn thấy này, khi chúng ta khai báo danh mục nhân viên ấy thì bên phần đối tượng này nó sẽ hiện lên nhá, ấn nút nạp này hay là F5 hay là gọi là refresh đúng không, thì nó sẽ hiện lên ở bên này. Tiếp theo cái danh mục kho này các bạn phải theo dõi hết tất cả nhá, là để biết được là cái danh mục nào nó làm cái gì. Danh mục kho các bạn nhé. Đối với cái doanh nghiệp thi công công trình ấy thì có một cái đặc thù là chúng ta nhập xuất tại chân công trình. Và cái việc nhập xuất tại chân công trình có nghĩa rằng là khi chúng ta mua nguyên vật liệu về để thi công công trình thì cái phần mà nguyên vật liệu đó được tiêu hao vào công trình và gần như không có tồn kho. Và chúng ta thường làm đối với các công ty xây dựng thì không có tồn kho, nhưng mà chúng ta vẫn phải theo dõi tồn kho. Mục đích của nó là gì? Mục đích của cái việc theo dõi tồn kho là để khi chúng ta xem một công trình nào đấy, chúng ta có tổng hợp tất cả các cái nguyên vật liệu để chúng ta có thể tổng hợp tất cả các nguyên vật liệu làm cho công trình đấy, để chúng ta có thể có cái một cái bảng để giải trình khi cơ quan thuế hoặc là các cơ quan kiểm tra vào kiểm tra đơn vị mình. Thì ở đây vì phục vụ cái mục đích đấy cho nên là chúng ta ở đây khi chúng ta khai báo một cái kho mới thì chúng ta sẽ đặt mỗi một công trình là một kho. Có bao nhiêu công trình thì đặt bấy nhiêu mã kho. Thì các bạn biết là cái kho này ấy, thì đối với phần mềm chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng xuất thẳng. Có nghĩa là chỉ cần làm phiếu nhập và phiếu xuất thì mình chỉ làm một vài thao tác là nó xuất nguyên cái phiếu nhập đấy, coi như là nhập xuất thẳng, nhưng mà chúng ta sẽ có được cái nhập xuất tồn. Đấy là cái quan trọng nhất. Và chúng ta thêm mới thì bằng cách là kích chuột phải vào đây thêm mới thôi. Đặt mã kho như thế này, kho công trình. Cái danh mục tiếp theo mà tôi muốn nói với các bạn là cái danh mục vật tư hàng hóa. Khi chúng ta cái vật tư hàng hóa thì nó cũng gần gần tương đương như kiểu mà cái danh mục khách hàng nhà cung cấp. Thì khi chúng ta làm ở đây thì chúng ta có thể có một cái cột là chúng ta phân loại vật tư hàng hóa. Ở bên này là chúng ta sẽ khai báo mới. Khai báo mới khi chúng ta thêm mới này thì trong này có một số các cái lưu ý nhé. Thứ nhất là tên vật tư này, cái thứ hai là kho. Kho thì chúng ta sẽ bỏ trống và không chọn một cái kho nào cả. Tại vì cái đối với vật tư mà dùng cho các cái đơn vị thi công công trình ấy thì thường là nó được xuất nhập xuất nhiều và nhập xuất cho nhiều kho khác nhau hay là nhiều công trình khác nhau, chúng ta nhìn nhiều công trình khác nhau. Vậy nên là chúng ta không để cái mã kho ở đây. Cái thứ hai là cái tính chất của nó là chúng ta chọn nguyên vật liệu. Cái thứ ba là đơn vị tính này. Và có cái lưu ý ở đây này. Các bạn chọn tài khoản giá vốn. Ở đây cái tài khoản này ấy, đối với các cái doanh nghiệp mà khi sử dụng cái phương pháp bình quân gia quyền ấy thì nó có một cái đặc thù là có thể cuối kỳ là số lượng nó hết nhưng tiền nó vẫn dư một vài đồng do tính ra cái số thập phân nó quá lẻ. Thế nên là chúng ta sẽ chọn một cái tài khoản ở đây để nó sẽ hạch toán những cái, nó tự động hạch toán những cái mà bị dư thừa ở trong trường hợp dư thừa hoặc thiếu ở trong trường hợp số lượng mà không mà tiền ra không. Hoặc là chúng ta có thể chọn tài khoản 154. Thì khi mà chúng ta hạch toán vào các cái phiếu xuất ấy, thì nó tự động lấy cái tài khoản này ra để nó hạch toán vào phiếu xuất luôn. Cái phương pháp tính giá vốn thì các bạn lưu ý là đối với các cái doanh nghiệp bình thường thì người ta có thể sử dụng bình quân cuối kỳ. Nhưng ở đây là cái phần đích danh là cái phần mà thường dùng cho các công ty xây dựng công trình. Nhưng chúng ta cũng khai báo là khai báo bình quân cuối kỳ thì chúng ta vẫn sử dụng đích danh bình thường ở trong các cái phiếu xuất nhập xuất thẳng. Vì bản chất cái phiếu nhập xuất thẳng là nó xuất luôn mà nó không cần biết là phương pháp tính giá vốn như nào. Sau khi chúng ta khai báo hết thì chúng ta sẽ lưu và đóng. Tiếp theo này, cái danh mục công cụ dụng cụ. Chúng ta sẽ vào danh mục công cụ dụng cụ nhé. Ở đây các bạn nhìn thấy này, về cái việc thêm mới thì cái danh mục công cụ dụng cụ thì nó có dễ dàng hơn một tí là nó chỉ có là đơn vị tính, kho thì chúng ta không cần để cũng được. Có cái cột nữa là cái nữa là cái giá mua, cái tài khoản kho là tài khoản 153 và tài khoản giá vốn là tài khoản 6242. Các bạn lưu ý cho tôi là như thế. Cái phương pháp tính giá vốn thì các bạn có thể sử dụng bình quân cuối kỳ.
Đấy là danh mục công cụ cụ nhá. Cái danh mục tiếp theo này là danh mục tài sản cố định. Cái danh mục tài sản cố định này nó khá là phức tạp. Khi chúng ta thêm mới một cái nhá, ở đây tôi thực hiện luôn này. Khi chúng ta thêm mới nhá, chúng ta đánh mã tài sản ở đây là ví dụ TS002. Đây có thể là ví dụ như máy ủi chẳng hạn nhá, đơn vị tính là cái này. Loại ở đây chúng ta nhìn thấy là chúng ta tìm đến cái chỗ máy móc thiết bị đúng không? Ở đây cái giá mua của cái này là ví dụ như là 1 tỷ đi. Phòng ban thì chúng ta thường là sử dụng phòng kỹ thuật. Năm sản xuất, tình trạng. Cái tình trạng này tôi sẽ nói sau nhé. Cái tình trạng này này. Bây giờ ở đây này là cái phần liên quan đến tính khấu hao. Cái ngày mua này, ngày mua và ngày tăng này này, thường là nó là một ngày. Và cái này cực kỳ quan trọng khi các bạn làm liên quan đến phần mềm. Thứ nhất là đối với cái phần mềm mà khi chúng ta tạo dữ liệu và làm số liệu cho bắt đầu từ năm 2020, có nghĩa là ngày bắt đầu nhập số liệu là mùng 1/1/2020, thì cái thì khi các bạn khai báo là cái ngày ở đây ấy, là nếu mà cái ngày mua mà trước mùng 1/1/2020 thì phần mềm sẽ tự hiểu là cái tài sản này là những cái tài sản đã sử dụng rồi và không phải mua mới trong kỳ kế toán, tức là tài sản đã sử dụng những năm trước và đã tính khấu hao. Đấy, ví dụ tôi khai báo là mùng 1/1/2019 thì các bạn nhìn thấy phần mềm nó sẽ tự tính ra luôn là thời gian đã sử dụng là 12 tháng. Ở đây chúng ta cứ để thế này nhá. Tiếp này 211 tài khoản nguyên giá này, tài khoản khấu hao 2141 này, tài khoản chi phí là 154 áp dụng cho công trình này. Vốn chủ sở hữu là ví dụ cái tài sản này là 1 tỷ, đúng không? Thời gian sử dụng là 120 tháng thì các bạn nhìn thấy là phần mềm nó sẽ tự động tính ra là mỗi tháng là 8,3 triệu. Và tôi quay lại cái thông tin chung một tí. Ở đây khi mà chúng ta khai báo những cái tài sản là tài sản của những năm trước, khi sử dụng phần mềm nhập số liệu vào thì chúng ta đổi sang trạng thái là đang dùng. Trong trường hợp mà các bạn khai báo mới thì các bạn khai báo mới thì các bạn sẽ để là trạng thái mua chưa dùng. Thì khi đó các bạn mua mới một cái tài sản, các bạn sẽ phải vào cái phần tài sản cố định, phần nghiệp vụ, và các bạn nhập cái phần mua ghi tăng là nó sẽ tự động chuyển trong danh mục sang trạng thái là đang dùng. Chỉ khi nào chúng ta làm ở đây này thì nó mới đưa sang trạng thái là đang dùng. Thì ở đây các bạn nhìn thấy, có bạn sẽ thắc mắc tại sao lại có mua ghi tăng và ghi tăng khác. Cái mua ghi tăng này là thường chúng ta những cái tài sản mà chúng ta mua ngoài, ví dụ như ô tô, máy xúc, máy ủi, rồi là nhà cửa, đất đai. Nhưng mà ở trong cái ghi tăng khác này này, là có những trường hợp là những công ty tự xây những cái tòa nhà văn phòng của mình, hay người ta gọi là xây dựng cơ bản. Thì cái ghi tăng khác này nhằm mục đích là sau khi cái tài sản nó hình thành rồi ấy, thì cái ghi tăng khác này là nhằm đưa cái tài sản đấy từ 2412 sang 211 rồi, để có thể là sang 2411 để có thể 211 để có thể là thành tài sản cố định để tính khấu hao. Cái danh mục tiếp theo này, chúng ta tài sản cố định chúng ta đã lưu rồi đúng không? Cái danh mục tiếp theo mà tôi nói các bạn là cái loại tiền thì đương nhiên ở trong này nó đã được khai báo sẵn rồi. Bạn có thể xem qua thôi, không cần phải khai báo lại. Ở đây này, tiếp theo này là danh mục tài khoản ngân hàng. Ở đây tôi muốn nói các bạn là đối với những cái doanh nghiệp mà người ta sử dụng nhiều cái tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau ấy, thì các bạn nhìn thấy này, trong cái hệ thống danh mục tài khoản này chúng ta không mở thêm các cái tài khoản 1121 nữa. Có những người dùng phần mềm thì cứ theo cái kiểu ngày xưa các bạn này, cứ muốn mở cái tài khoản đấy ra để theo dõi cho
thực sự là cho dễ. Nhưng mà ở trong phần mềm này nó lại không chạy báo cáo phần ngân hàng cho các bạn theo cái tài khoản này đâu, mà nó sẽ chạy theo cái danh mục tài khoản ngân hàng này này. Khi các bạn hạch toán sang cái tài khoản 1121 thì nó sẽ hỏi bạn thực hiện một cái ủy nhiệm chi hoặc là một cái giấy báo nợ, giấy báo có, hoặc là phiếu nộp tiền vào ngân hàng, hoặc là rút tiền mặt về nhập quỹ. Thì các bạn lưu ý là nó sẽ hỏi các bạn chuyển đi từ tài khoản nào và chuyển đến tài khoản nào. Thế nên là ở đây chúng ta sẽ khai báo tài khoản ngân hàng. Cái việc khai báo tài khoản ngân hàng là như thế này. Ví dụ như ở đây là một cái tài khoản ngân hàng của ngân hàng Vietcom chẳng hạn nhé, thì các bạn phải đánh luôn là tên tài khoản. Ví dụ ở đây là ngân hàng Vietcom Banh nhá. Đấy, chúng ta lưu lại luôn. Rồi ví dụ như thêm một cái tài khoản MB nữa chẳng hạn. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cái phần mà phần cập nhật số dư sau. À, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào các cái phần danh mục đã. Cái mẫu số hóa đơn, đây, cái mã thống kê, thì cái mã thống kê là một cái hệ thống mã mở rộng mà các bạn có thể ứng dụng nó để có thể làm cái các cái báo cáo theo một số cái, ví dụ thì mình thống kê theo theo cái tiêu thức nào đấy. Cái mẫu số hóa đơn các bạn này, cái mẫu số hóa đơn đây nhá, thì các bạn nhìn thấy này, chúng ta nhất định phải khai báo cái mẫu số này. Các bạn nhìn thấy cái thông tin khai báo như của tôi đây thì các bạn có thể tự làm nhé. Nhất định phải khai báo, tại vì khi chúng ta viết hóa đơn đầu ra, tức là xuất hóa đơn đầu ra, thì liên quan đến phần mẫu số nhá. Đấy là phần mẫu số hóa đơn này. Phần tiếp theo ấy là phần khoản mục chi phí. Thì tôi cũng nói luôn cho các bạn ở đây này, cái khoản mục chi phí mà ở cái mục mà chi phí sản xuất này, các bạn không thay đổi phần này nhá. Các bạn nếu các bạn thay đổi cái mã này này, thứ nhất là mã của hệ thống, cái thứ hai các bạn thêm mã vào đây, là phần mềm nó sẽ không lên phần giá thành đâu, mà nó sẽ, vì những cái mã này là được viết vào trong cái báo cáo giá thành công trình, là nó đi theo cái mã này, thì nó sẽ lấy là khi mà cái mã mà hạch toán vào 154 và cái mã của nó là MTC thì mặc nhiên là nó là chi phí máy thi công. Khi các bạn cần một cái tiêu thức nào đó, ví dụ chi phí quản lý, các bạn quản lý là tiền lương này, tiền tiếp khách này, tiền điện thoại, chi phí khác, thì các bạn mở thêm một cái hệ thống tài khoản cung cấp, mở một cái tài khoản cung cấp, nhưng mà nó phải tách biệt ở trong nhá, nó không nằm trong chi phí sản xuất này, các bạn mở. Nhưng mà các bạn khi mà các bạn thêm mới này, cái thuộc khoản mục này nó rất quan trọng. Nếu các bạn bỏ trống cái này thì nó là cấp ngoài cùng nhá. Và chúng ta thêm như này, ví dụ như chúng ta thêm một cái chi phí mới, chúng ta đưa vào là chi phí quản lý, thì chúng ta lưu ý này, chúng ta chọn nó là thuộc chi phí quản lý nhá. Rồi tiếp theo là danh mục đối tượng tổng hợp chi phí. Danh mục đối tượng tổng hợp chi phí, cái này chính là công trình các bạn, nhằm lên được cái bảng tổng hợp giá thành. Thế thì ở đây các bạn nhìn thấy khi khai báo mới là cái loại này, mã này, tên này. Thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta khai báo trong phần kho nhé. Ở đây phần kho này là chúng ta khai báo ba cái kho cho ba công trình khác nhau. Thì ở cái công trình cũng thế, chúng ta sẽ khai báo ba cái công trình đây. Thì cái phần khai báo kho này ấy, là nó dùng cho cái phần tổng hợp nhập xuất tồn. Nhưng mà cái phần đối tượng tổng hợp chi phí này ấy, là nó dùng để tập hợp các cái phát sinh và các cái bảng tổng hợp giá thành sản phẩm, giá thành công trình. Như vậy thì các bạn đã nhìn thấy là chúng ta đã lướt qua được hết tất cả các cái danh mục. Ở đây có một cái danh mục nữa này, cái danh mục hợp đồng nhé. Danh mục hợp đồng này thực tế là về bản chất là nó hợp đồng mua, hợp đồng bán mà chúng ta làm ở trong cái phần mua hàng và bán hàng nhé, và theo dõi theo hợp đồng. Như vậy là tôi đã tổng quát toàn bộ cái phần danh mục và cách thức để thêm mới các cái danh mục, cũng như là các cái cách thức để có thể quản lý cái hệ thống danh mục này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.